Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Bèo Hoa Dâu. Và ngày hôm nay tôi sẽ làm một video chia sẻ về những cái địa điểm mà chúng ta sẽ mua chọn hoa kinh doanh trong dịp Tết sắp tới. Thì địa điểm đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là làng hoa Tây Tịu. Thì ở đây thì các bạn có thể tìm mua những loại hoa như hoa cúc này, hoa ly hoặc là hoa tím violet như này, hoặc cả hoa thực dược nữa. Bây giờ hãy cùng tôi theo đi tìm hiểu một số nhà vườn tại đây nhé. Du khách đến tham quan. Bây giờ dịch vụ Grab đưa vào tận vườn luôn. À, tận nhà. Chào bác. Bác ơi, cháu quay nhờ vườn cúc cho mình nhé. Bác ơi, cúc này Tết được bán chưa ạ? Tết không vừa bán, cái này mới tháng 2 tháng 3. Thế cúc này thì mình trồng khoảng bao lâu thì sẽ được bán ạ? 4 tháng. Ủa lâu vậy cơ ạ? Trời ơi, lâu nhờ, cháu cứ nghĩ là nó phải tầm 2-3 tháng thôi. Cháu thấy cúc ở làng hoa mình cây cao nhỉ? Vâng, cháu cảm ơn ạ. Vâng, đây là một cây đào trong làng hoa Tây Tịu. Trời nắng ấm nên là đào nở hết rồi các bạn ạ. Đào chưa? Đào thắm. Và tôi xa xa tôi thấy có một bác nông dân đang thu hoạch cúc rồi. Chúng ta thử ra tiếp chuyện bác xem như này nhé. Chào chú ạ, chú ơi cháu xin phép quay vườn cúc của mình ạ. Cúc này chú ngắt xong rồi chú mang về chợ bán luôn đi ạ. Đám chú nhổn đi phải không ạ? Hà Đông gọi sao vậy ạ? Ôi, cúc nhà mình đẹp nhỉ. Chú ấy cúc này để đến Tết bán được không ạ? Câu bông táo thì chết rồi. cháu đi làm ở khu công nghiệp, thế là thực ra là không quan tâm được đến ngày âm của mình như nào, chỉ biết sắp Tết rồi thôi. Ôi nhiều cúc nhà mình đẹp nhỉ. Ôi cái cây này cao phải đến tầm mét đấy chú nhỉ. Cúc này thì mình trồng bao lâu để thu hoạch được ạ? Vài tháng rưỡi. Trong ngày. Cũng lâu nhỉ? Chú ơi, cái cúc này nếu mà mình bán buôn thì bán thế nào ạ? Thank you.
nhưng mới hôm nay là thời tiết ấm rồi. Cháu thấy cái đào ở kia nở hết hoa rồi. Thế nhà mình có mấy mảnh cúc như thế này ạ? Nhà mình có trồng hoa ly không cơ? Bác cái cúc này thì gần như hôm nào bác cũng phải hái nhỉ. Cháu cảm ơn bác đã làm việc tiếp nhé. Ngoài hoa cúc ở đây thì tôi có thể nhìn thấy có quả thực dược. Nhưng mà sao bông lại cứ cụp xuống này nhỉ? Hay nó nở thì nó bị cụp lên. Vâng, có quả thực dược tím nữa các bạn ạ. Bên ngoài ví dụ như nắng mưa hoặc là dịch bệnh sâu hại. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới thăm một số vườn hoa đồng tiền nhé. Đây trong nhà lưới này thì họ trồng hoa đồng tiền này. Hoa này thì chúng ta sẽ sử dụng hoặc là một phụ kiện trang trí cho nó hoa. Trong hoa tím tím thì điểm một vài bông hoa trắng này. Chẳng mấy em này đột biến gen. Tôi thấy có một vườn hoa ly rồi. Chúng ta cùng vào thăm vườn hoa ly ở nhà bác này nhé. Wow, trời ơi, quá nhiều hoa ly luôn. Hoa ly này to thế. Xin chào mọi người. Dạ em đi. Video. anh ấy nghe chừng gặp nhiều video rồi. Ôi, hoa ly nhìn đẹp thế. Bác ơi, cháu xin phép quay video vườn nhà mình nha. Tình hình hoa ly năm này lổ xuống ra không mọi người ạ? Lổ. Lổ kiểu này thất thu đây. Nhìn ra vào ly này giờ. To phải nhỉ, ly to. Bịt bốc to thật, không nhìn. Anh ơi, ly này có để được đến Tết không?
Hả? Đi có để lấy ly này á, ly này giờ chỉ cần xuất đi rồi 20 đã hết rồi. Thế là anh buôn ạ? Hay là nhà vườn của anh? Em buôn. Anh buôn. Wow, trời ơi, ly cao thế, to thế. Đây chúng ta có thể quan sát thấy một lát nông dân đang thu hoạch hoa ly. Ôi các cái ly nhà mình nhập nhở. Ừ, cái này mình không kiểm soát được hả bác? Dạ. Thế ly này thì thời tiết nó nắng ấm thì nó sẽ nở ạ? Ơ nhưng mà cháu thấy bảo tối nay không khí lạnh về rồi mà. Cô bác cái sau mình không kiểu như cho vào chậu xong bắn chậu ấy. À. Đúng rồi. Ôi. À, đây các bác nông dân đang bọc lưới và bơm hút để hạn chế việc hoa nó nở, nhưng mà cũng chỉ kiểm soát được phần nào thôi bác nhỉ. Bác ơi, hiện tại thì hoa ly như này mình bán buôn thế nào ạ? Trồng cái này cả 1 năm cơ. Cái để om cho nó không làm. Ôi trời ơi. Dạ. Thế thì cháu thấy các bác cũng không được lãi mấy thật nhở. Sao còn là cắt mà mới nhà tôi trước thấy bức con nhỏ xíu là. Thế nhưng mà tối nay tối nay trời lạnh mà anh. Đây vừa các nông dân trốn việc đi xem. Ôi quá trời ly luôn. Ơ giống này lại giống khác anh nhở? Hình như ly ly này cũng màu này là màu. Ôi thích thật đấy. Những chim muông thú thì bà con nông dân là tạo ra những cái hình độ như này. Cái giống này mình sẽ mua hay là mình tự gây được ạ? Cháu cứ tưởng là nhà mình gây được. À thế ạ. Thôi, nguyên giống là 20.000 ạ. Thế này mình gặp bác. Trời ơi. 20.000 một cái củ này.
bác vừa chia sẻ là 20.000 một cái củ giống. Củ giống này, củ gì dưới đó? Củ để trồng cái cây ly này anh này. Cái một củ à? Ở đây củ này dùng được không? Củ này dùng thế này phải cho vào kho lạnh củ một năm. Ôi trời. Sau khi mang ra trồng thì nó sẽ chỉ được có 2 tai. Ở đây có cái tay cầm nhanh như tôi chụp ảnh cũng đẹp. Nhiều hơn 2 triệu. Cái này nhanh quá. Chất liệu dân có tính chất gì mà tốt nhất. Nó điều khiển bằng cơ cấu điện mà anh hiện tử. Cầm biến hả? Cái này cầm dây vào cầm biến không ạ, lên trên này luôn à? Nó mắt bằng bluetooth à, cái núi à, nét ra à, nét thì không nên phụ thuộc vào cái cam của mình cam chưa, nhưng mà nó cũng có cái chế độ phân giải ấy. Ui nhiều tai nhở. Tầng này là tầm mấy trăm đấy chú? Tầng này ướm khoảng vài trăm chứ. Hết kiệt đấy à? Thế từ này mới có 100 cây à? Nhiều thế à? To kỳ cả. Ờ, đôi tí lấy 2.000 có là nhiều lắm à? Cấp 20 lần này. Bắt tài đều hiếp đâu, phải vô hộp. Ui to nhỉ, ui kìa. Nhìn một cái bó kìa. 10 cây. Ui, cắm này bự luôn. Cắt bớt, cắt sắt đấy dùng bình thật chứ pin nó bình thường trong 3 cây là hết rồi. Thôi cao nhỉ. Tôi chờ cái nhìn nhưng mà có đi thích chưa mọi người. Hình như đi nhà bác không tưới nước sao lá nhìn nó héo vậy ạ? À? Để đang để nó ăn đỡ lở. À thế ạ. Cho đăng quảng cáo free cho nhà vườn bác. Biết đâu tung clip này lên thì nhiều người hỏi thăm. Dạ. Chị ơi, số điện thoại nhà vườn nhà mình là gì vậy? 0988 ạ. 329 096 đấy. Anh bác công dân bác vừa cung cấp thông tin số điện thoại. Các bạn nhìn thấy hoa ly nhà anh chưa? Nếu mà anh chị em nào kết thì có thể liên hệ với anh qua số điện thoại anh vừa cung cấp nha. Đây chúng ta có một đội hiệp sĩ bảo vệ cho nhà vườn đây. Hiệp sĩ áo tím.
đây có cả hoa bướm nữa. Thơm quá. Hình như không phải, đây là của Sapa sao ấy. Tôi không phải là dân chơi hồng chuyên nghiệp nên tôi cũng rõ lắm. À không, hồng thái. Thái. Nhìn bông này là biết hồng thái rồi. Thơm quá.